Hello chị em, hôm nay là ngày 1 tháng 9, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 4 ngày liền. Chắc hẳn nhiều người cũng đã lên kế hoạch vui chơi cho cả gia đình rồi. Còn với các gia đình tại Hà Nội, nếu chưa biết đi đâu trong những ngày này, hãy để tôi xem thế nào gợi ý nhé. Mà quý vị ơi, Box Deal Hot hôm nay đã chính thức lên sóng từ 29 tháng 8 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía chị em. Đây là nơi tổng hợp cực nhanh các mặt hàng đang có giá siêu hơi tại các siêu thị mà chị em nếu bỏ lỡ thì sẽ rất là tiếc. Deal Hot sẽ có ngay sau phần điểm tin. Giờ thì bắt đầu chương trình ngay thôi nhé. Tiền Phong Online chiều ngày 1 tháng 9 phản ánh, ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhộn nhịp hơn thường lệ, với 414 lượt chuyến bay nội địa đi và đến cảng cùng 76,5 ngàn lượt khách, tăng so với ngày thường khoảng 20%. Hầu hết khắp các khu vực của sân bay đều trong tình trạng quá tải từ bãi đổ xe đến quầy làm thủ tục. Để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, sân bay Nội Bài đã kích hoạt kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9 2022, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định tại sân bay. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất thậm chí đã đông nghịch từ chiều hôm qua, đón lượng khách vượt 100.000 lượt khách ngay khi kỳ nghỉ còn chưa bắt đầu. Theo Zing News, đơn vị mặt đất đã huy động 300 nhân viên tình nguyện hỗ trợ hành khách ở toàn bộ khu vực sân bay. Theo phương án của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong 4 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón ít nhất 120.000 khách một ngày. Trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao so với kế hoạch, sân bay lên phương án xả trạm thu phí tránh ùn ứ. 5 ngày sau sự việc kinh hoàng cướp đi mạng sống của bà DD, sinh năm 1958, ngụ thôn Sao Vàng, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, gia đình bà đã tiêu hủy con chó phản chủ, người Lao Động Online dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương xác nhận. Lãnh đạo địa phương cho biết con chó pitbull được con trai bà D nuôi nhốt trong khuôn viên của gia đình và không thả rong ra ngoài chưa cả ngày bao giờ. Thế nhưng vào 21:30 ngày 28 tháng 8, trong lúc được chủ cho ăn, con pitbull bất ngờ tấn công, bà D sau đó nhập viện nhưng 2 ngày sau đó đã không qua khỏi. Đã vài ngày trôi qua nhưng đến hôm nay, thông tin Phương Oanh hẹn hò với Sát Bình vẫn gây bão cõi mạng. Dù cả hai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên là thật nhưng cư dân mạng vẫn không khỏi bàn tán xôn xao. Đỉnh điểm là vào sáng ngày hôm qua, 31 tháng 8, cư dân mạng đã thi nhau chia sẻ hình ảnh được cho là Phương Oanh xuất hiện với chiếc bụng lùm xùm làm dấy lên nghi vấn mang thai. Sau khi tin đồn trở nên rầm rộ, mới đây đại diện từ phía của Phương Oanh đã chính thức lên tiếng làm rõ. Theo đó, người này cho biết những thông tin ở phía mình đăng tải mới là sự thật. Nếu có sự xuất hiện của nhiều thông tin khác thì sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Những thông tin bên mình đăng tải thì nó mới là sự thật, còn những thông tin bên mình không đăng tải thì bên mình không có ý kiến gì về những điều đó cả. Mình sẽ không trả lời gì thêm về vấn đề này nữa. Bảo vệ công lý online dẫn lời đại diện nữ diễn viên. Dẫu vậy, bất chấp việc một số dân mạng gần như nổ tung vì hóng thì Phương Oanh vẫn không có phản ứng gì, cô vẫn bình thản như mọi ngày. Trong một talk show vừa qua, MC Quyền Linh đã chia sẻ về thói quen đi ngủ của mình. Anh không thể ngủ được khi nằm trên nệm mà chỉ thoải mái khi nằm đất. Chính vì đó, dù đã kết hôn lâu năm nhưng từ trước đến nay vợ chồng Quyền Linh chưa từng nằm chung giường để ngủ. Đây là thói quen của tôi, vợ chồng vẫn hạnh phúc, hòa thuận suốt mấy chục năm, nhưng khi đi ngủ thì mình nằm dưới đất, bà xã thì ở trên giường. Nhà có sắm giường, nệm thì cứ đến tối lại xuống đất ngủ. Thú thật, tôi dù có thành công nhưng không bao giờ sống kiểu như bước ra đường có người bảo vệ, đi đâu cũng có người đưa rước mở cửa. Con người tôi tự lực trước giờ, ngủ dưới đất, ăn cơm bụi, đi dép lào, không cần ai bảo vệ. Nhiều lúc đi công tác hay du lịch, người ta cho tôi phòng ngủ 5 sao. Lúc vui vẻ, vợ chồng con cái nằm trên giường đùa giỡn, nhưng khi ngủ tôi lại chui xuống đất nằm. Chuyện vợ chồng sinh hoạt chung giường là bình thường, nhưng đến lúc ngủ say chỉ nằm đất tôi mới dễ ngủ. Chia sẻ của Quyền Linh được đăng tải trên VTC News. Với khán giả, Quyền Linh vốn là một nghệ sĩ vô cùng giản dị. Được biết từ trước đến nay, Quyền Linh cũng chỉ chăm chỉ làm việc và dù cho có gia sản đáng nể nhưng anh không bao giờ tiêu tốn vào những thú vui xa xỉ mà chỉ tập trung cho gia đình, con cái cùng những hoạt động thiện nguyện của mình. Nguyên liệu từ nấu bánh trung thu tại nhà cho những trái tim cô đơn. Tại Shopee, khung bánh trung thu Clamo Home dạng lò xo 100g có 6 mặt thay đổi sale 62% còn 39.000 đồng. Các hộp giấy đựng 4 đến 8 chiếc bánh mẫu mã bắt mắt đang sale tới 50% còn 20.000 đồng. Combo nguyên liệu làm bánh trung thu tự mix giảm 50% còn 30.000 đồng một vị. Tại sàn thương mại điện tử Lazada, 1 kg bột làm bánh nướng trung thu Mikko giảm 20% còn 38.000 đồng. Hay 1 kg nhân thập cẩm đã trộn sẵn kèm sách hướng dẫn cách làm và nướng bánh đang giảm 28% còn 179.000 đồng. Nghỉ lễ mà đi sale đồ điện tử dọn nhà dọn cửa tới 50%. Tại Tiki, các sản phẩm dọn dẹp nhà cửa của thương hiệu Jimmy đang được giảm toàn bộ, cao nhất tới 49%, bao gồm máy hút bụi giường, máy hút bụi cầm tay, lau sàn giá dao động từ 2 đến 8 triệu đồng một sản phẩm. Tại Lazada, dòng máy giặt cửa trên đang sale tới 50%, có thể kể đến như máy giặt sấy LG Inverter 13kg FV1413H3BA giảm còn 19.929.000 đồng. Máy giặt sấy Electrolux Inverter 11kg EW1142Q7WB mới 2021 giảm còn 19.390.000 đồng. Sang sàn thương mại điện tử Shopee, robot hút bụi sàn nhà giảm mạnh tới 45% như Ecovac Depush X1 Omi bảo hành 24 tháng giảm còn 18.899.000 đồng. Hay robot hút bụi lau sàn nhà Xiaomi SmartMe A1 giảm còn 10.989.000 đồng. Trẻ ra
ngoài chơi không chỉ giúp con có những giờ phút được khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống bên ngoài mà còn là một cách để gắn kết tình cảm gia đình. Và mỗi khi rảnh rỗi hoặc là cuối tuần ngày lễ thì bố mẹ hãy dành một chút xíu thời gian để đưa bé đi khắp mọi nơi, chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc không thể nào quên trên hành trình trưởng thành của các bé. Dưới đây là gợi ý cho các gia đình địa điểm vui chơi và những hoạt động giúp lễ 2 tháng 9 thêm ý nghĩa. Hy vọng sẽ có ích cho bố mẹ nhé. Gợi ý cho các gia đình địa điểm vui chơi và những hoạt động giúp ngày lễ mùng 2 tháng 9 thêm ý nghĩa. Trải nghiệm thiên nhiên tại các vườn quốc gia. Một số địa điểm vui chơi ý nghĩa có thể kể đến như vườn quốc gia Ba Vì, vườn quốc gia Xuân Sơn, vườn quốc gia Cúc Phương. Bước vào vườn quốc gia, đầu tiên bạn sẽ có cơ hội khám phá khu rừng thiên nhiên huyền ảo, chìm đắm trong sương mờ, cả một khu rừng thông ngút ngàn sắc xanh cao vời vợi. Đặc biệt vào mùa thu, mùa lá rơi tuyệt đẹp, bạn sẽ được chứng kiến cả khu rừng chìm trong sắc vàng của lá. Mỗi vườn quốc gia sẽ có những nét đẹp riêng để các gia đình cùng nhau khám phá. Trải nghiệm tại bảo tàng thiên nhiên. Với những trẻ có đam mê tìm hiểu lịch sử dân tộc, thích khám phá thiên nhiên thì chắc chắn những bảo tàng dưới đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Đến nơi đây, các con không chỉ có thêm kiến thức về cội nguồn, những di tích lịch sử văn hóa, những câu chuyện của thế hệ xưa, các phong tục, cuộc sống xa xưa như thế nào mà còn được trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, tham gia vào các trò chơi sáng tạo dành riêng cho trẻ. Không chỉ các bé mà cả người lớn chắc chắn cũng sẽ rất hứng thú với không gian vui chơi này. Gợi ý một số bảo tàng bố mẹ có thể đưa con tới: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các trang trại giáo dục. Trang trại giáo dục là những địa điểm phù hợp cho cả gia đình cùng đi chơi, tham quan và trải nghiệm. Không chỉ có cơ hội tìm hiểu thêm về thiên nhiên tuyệt diệu mà còn giúp các bé có thêm những kiến thức mới lạ về cuộc sống xung quanh. Một số trang trại giáo dục có thể kể đến như là Era House, Steamland, Stunting Camp, Vườn dâu Chimmy Farm, Dê trắng Farm, Vườn sinh thái Ong vàng, Phù đồng Green Park. Sau chuỗi ngày bận rộn, ngày lễ là lúc cả gia đình được quây quần sum họp bên nhau. Bạn cũng không cần phải đi đâu cả, thay vào đó sắp xếp thật là nhiều thời gian dành cho các bé cũng sẽ khiến các con cảm thấy hạnh phúc. Ngoài ra, một số hoạt động khác cũng thể kể đến như là đọc truyện nè, mua sắm nè. Với trẻ chỉ cần ở bên bố mẹ thì đã khiến chúng cảm thấy hạnh phúc rồi. Hy vọng các gia đình sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp nghỉ lễ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.